Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Hoffenheim với FC Köln diễn ra vào lúc 1h30 phút ngày 28 tháng 5 tại sân Prizero Arena, Bundesliga 2019-2020. Mặc dù không phải nhận lấy thất bại trong chuyến thi đấu xa nhà ở vòng đấu vừa qua, nhưng với việc để cho một đội bóng đang lặn hụp dưới đáy bảng xếp hạng như Paderborn cầm hòa với tỷ số 1-1, thì kết quả này không khác gì một cú tát vào mặt người hâm mộ mà đoàn quân của huấn luyện viên HLD đã mang tặng. Càng đáng nói hơn, khi Hoffenheim mới chính là đội bóng có bàn thắng mở màn từ sớm, nhưng chỉ ít phút sau đó họ cũng đã để cho đối phương quân bình tỷ số. 598 đường truyền và 18 lần dứt điểm là những gì mà họ đã để lại bên theo ơ. Với trận hòa này thì Hoffenheim đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 36 điểm, hiện đang kém nhóm tham dự đấu trường Europa League mùa sau 6 điểm, nhưng vẫn còn một trận chưa đá. Đến với vòng đấu muộn vòng 28, Hoffenheim sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp FC Köln đến làm khách. Tuy có được điểm tựa không hề nhỏ đến từ sân nhà, nhưng với phong độ có thể nói là khá tệ như hiện nay, thì họ cũng không được các chuyên gia đánh giá quá cao trong trận đấu này. Cần biết đã 8 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận vừa qua, thì đội bóng của huấn luyện viên Sjaaldde vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ mới có 3 trận hòa và để thua đến 5 trận. Có thể trong 5 lần đối đầu gần nhất với FC Köln thì họ có 4 chiến thắng và một trận hòa, nhưng mọi thông số đó đối với Hoffenheim lúc này chỉ còn mang tính chất tham khảo mà thôi. Đừng quên ngay cả trong 7 trận sân khách gần nhất thì họ chỉ mới có đúng một chiến thắng, còn lại để thua đến 6 trận. Phía bên kia sân, trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân nhà sau kỳ nghỉ dài vì đại dịch Covid-19 cũng là lần thứ hai liên tiếp mà FC Köln đã để cho các đội bóng lạn hụp trong nhóm cầm đèn đỏ cầm hòa. Cụ thể trong lần đón tiếp Dusseldorf ở vòng đấu vừa qua, đội bóng của huấn luyện viên Gislan phải chật vật đến những phút thi đấu bù giờ cuối cùng mới có cơ hội giữ lại một điểm cho mình. Một trận đấu có thể nói vừa đáng khen, cũng vừa đáng trách dành cho FC Köln. Nếu như tiền đạo Mark UTH không bỏ lỡ quả penalty biếu không, thì có lẽ họ đã không cực khổ đến vậy. Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Gislan vẫn đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 34 điểm, và đang kém nhóm top 6 lúc này đang là 8 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một trận. Bước vào chuyến hành quân lần này, thành tích mà đoàn quân của huấn luyện viên Gislan có được là hai chiến thắng, hai trận hòa và chỉ mới để thua duy nhất một trận trước Monchen Gladbach. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ để người hâm mộ của họ có thể an tâm quá nhiều, khi mà ở thời điểm này thì FC Köln cũng không phải là cái tên có thể cho thấy sự ổn định khi phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong năm trận sân khách mới đây, họ có hai chiến thắng, một trận hòa và để thua hai trận. Đó là chưa kể trong 7 lần gần nhất khi đến làm khách trước Hoffenheim thì FC Köln chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại 3 trận hòa và để thua 3 trận. Có thể nói đây là cặp đấu khá tương đồng về thực lực, và FC Köln sẽ bất lợi hơn về mặt sân khách mà thôi. Dự đoán kết quả Hoffenheim với FC Köln. Dự đoán tỷ số, một đều. Chọn kèo châu Á, FC Köln nằm dưới đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, xỉu ba trái. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.